Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên nghiệp tin tức. Thưa quý vị và các bạn, Hoa Kỳ đến hội tan rã. Bài quá hay của Eli Lake trên The Free Press, mà có thể là quá cao cho đa số người Mỹ. Công dân chủ quan của một cường quốc quá trẻ nên thiếu kiến thức và ý thức về lịch sử. Đa số còn mơ hồ về lịch sử quốc gia, về thể chế Cộng hòa hay chế độ nô lệ. Và nhiều người còn muốn xóa bỏ hiến pháp, tờ gia phả kỳ diệu của Tổ quốc. Nôm na là nước Mỹ đang bị khủng hoảng, mà đa số trong cả hai đảng chỉ nhìn thấy một thủ phạm hay cứu tinh là Donald Trump. Một xã hội như vậy lại chỉ còn 40 ngày để suy nghĩ, mà mỗi ngày có cả trăm lý luận xoắn động được hệ thống thông tin vô trách nhiệm nhất loan truyền như chân lý. Trong khi đại học đã là trung tâm tẩy não toàn quốc từ chục năm nay rồi. Xin lấy thí dụ điển hình là nhiều lần tôi giới thiệu bài viết của giáo sư Jonathan Turley mà bị FBI kiểm duyệt, sáng nay liên tục 3 lần từ tờ Mờ Sáng. Nhiều người Mỹ yêu nước đã sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Tổ quốc và gia đình thân yêu, nay chỉ còn thấy một đường thoát là tự sát. Cộng hòa tan rã như thế nào? Từ Rome đến nước Mỹ. Một quốc gia vĩ đại có thể sụp đổ khi hành vi phá vỡ luật lệ của một người khiến kẻ thù của người đó cũng phá vỡ luật lệ. Cộng hòa Rome sụp đổ khi Tiberius Gracchus theo chủ nghĩa dân túy bị các thượng nghị sĩ đánh chết. Điều này trái ngược với ngày 6 tháng 1, nhưng có những điểm tương đồng với Donald Trump. Cái chết của Tiberius Gracchus, người đã phá vỡ luật lệ, dẫn đến sự sụp đổ của nền Cộng hòa La Mã. Đầu tháng này, một người đàn ông có vũ trang bằng súng trường bán tự động đã bị bắt giữ trên một sân golf ở Nam Florida. Anh ta bị cáo buộc có kế hoạch giết Donald Trump trên sân golf. Đây là vụ ám sát Trump lần thứ hai trong vòng 2 tháng rưỡi. Rất có thể tay súng Ryan W. Roth đã hành động một mình. Nhưng anh ta không đơn độc trong sự căm ghét Trump. Trong mắt nhiều người Mỹ, vị Tổng thống thứ 45 là mối đe dọa hiện hữu đối với nền Cộng hòa của chúng ta. Và kể từ khi ông giành được đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống vào năm 2016, những đối thủ của ông đã đối xử với ông như vậy. Họ cũng đã nhiều lần choáng váng trước thực tế là Trump phá vỡ các chuẩn mực của chính trị hiện đại. Từ những bình luận nhỏ, bình luận về kích thước của bản lĩnh đàn ông của ông, cho đến những bình luận lớn chưa từng có, phủ nhận rằng ông đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Mối quan hệ giữa Trump và những người ghét ông đã thay đổi bản chất của nền chính trị Hoa Kỳ. Năm 2016, Trump đã gây sốc cho cả nước khi dẫn đầu các cuộc meeting, nơi những người hâm mộ trung thành của ông hô vang, hãy nhốt bà ta lại, ám chỉ đến đối thủ của ông Hillary Clinton. 8 năm sau, đám đông tại các cuộc meeting của Kamala Harris đã hô vang khẩu hiệu tương tự, kêu gọi bỏ tù Trump. Về mặt này, Ryan Ruth là một phần của một vấn đề lớn hơn đang xé nát đất nước chúng ta. Khi phía bên kia được coi là hoàn toàn vượt quá giới hạn, một mối đe dọa đối với chính hệ thống chính phủ của chúng ta, thì việc phá vỡ các chuẩn mực của phép lịch sử chính trị để ngăn họ lên nắm quyền là điều đáng làm. Bạn nghe thấy điều đó từ cả hai đảng. Trump là một sự kiện cấp độ tuyệt chủng. Nếu Kamala thắng, đất nước chúng ta sẽ trở thành, theo lời Trump, Venezuela trên steroids. Một sự leo thang sẽ dẫn đến sự leo thang tiếp theo cho đến khi chính trị vượt qua điểm không thể quay lại. Ngày nay, chúng ta coi việc giải quyết các cuộc bầu cử của mình bằng bỏ phiếu là điều hiển nhiên, không phải bằng súng đạn. Nhưng các nền Cộng hòa không tồn tại mãi mãi, và khi chúng sụp đổ, bạo lực gần như luôn xảy ra sau đó. Vì rủi ro quá cao, nên điều cần thiết là phải hỏi điều gì khiến một nền Cộng hòa chọn súng thay vì lá phiếu. Để thử trả lời câu hỏi đó, tôi đã nhìn lại thời La Mã cổ đại. Một nền Cộng hòa không chỉ sụp đổ, mà còn sụp đổ vì một người đàn ông đã phá vỡ quy tắc và phản ứng của kẻ thù của ông ta. Tên của ông ta là Tiberius Gracchus. Giống như Trump, ông ta là một thành viên của giới tinh hoa đã chống lại giới tinh hoa, người đã truyền tải sự phẫn nộ và tức giận của người dân
thường đối với một hệ thống đã chống lại ông ta. Giống như Trump, ông ta đã bỏ qua các quy tắc chính trị bất thành văn của thời đại mình. Và giống như Trump, Tiberius đã thúc đẩy kẻ thù của mình bỏ qua chính các chuẩn mực đó. Bạn thấy sự leo thang này rất nhanh với Tiberius Gracchus. Adrian Goldsworthy, một nhà sử học về La Mã cổ đại, nói với The Free Press, ông ấy đã vượt qua một số ranh giới, lật ra một số tiền lệ, và sau đó họ đàn áp ông ấy theo cách tạo ra một tiền lệ, thậm chí còn tồi tệ hơn. Hãy tưởng tượng ngày 6 tháng 1 theo chiều ngược lại. Một đám đông thượng nghị sĩ tức giận nổi loạn sau một cuộc bầu cử, bẻ gãy chân ghế của họ để tạo ra những chiếc rùi cui, tấn công những người ủng hộ một nhà lãnh đạo dân túy, người vừa thắng cử. Đó là cách Tiberius gặp phải kết cục của mình. Ở Mỹ, chúng ta vẫn là một nền cộng hòa không bị phá vỡ, nhưng giai đoạn lịch sử này mang đến những bài học bổ ích. Chúng ta đã phải chịu đựng sự vi phạm chuẩn mực nghiêm trọng nhất của Trump. Những nỗ lực của ông nhằm giành lại một cuộc bầu cử mà ông tuyên bố đã bị đánh cắp khỏi ông bởi các thế lực đã bôi nhọ và phỉ báng ông trong thời gian ông làm tổng thống. Những nỗ lực của ông nhằm gửi danh sách cử tri giả đến quốc hội để trì hoãn việc chứng nhận cuộc bầu cử đó. Những người ủng hộ ông đột nhập vào điện Capitol, đe dọa các nhà lập pháp. Tuy nhiên, chu kỳ leo thang giữa Trump và những người phản đối ông vẫn tiếp tục gây căng thẳng cho nền tảng của chúng ta, như chưa từng có cuộc khủng hoảng chính trị nào kể từ nội chiến. Ở Rome, chu kỳ này dẫn đến đổ máu và cuối cùng là cái chết của chính nền Cộng Hòa. Đây có phải là bản thiết kế cho tương lai của nước Mỹ không? Bạn có thể biết về xu hướng năm ngoái của những người đàn ông Mỹ thú nhận trên TikTok rằng họ thường nghĩ về đế chế La Mã như thế nào. Tôi thì hơi khác một chút. Tôi bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trước đế chế, nền Cộng Hòa của Rome. Đế chế là một xu một tá trong lịch sử loài người. Chúng trỗi dậy và sụp đổ từ Babylon đến Liên Xô. Nhưng nền Cộng Hòa, một hình thức chính phủ, trong đó một quốc gia được cai trị bởi những người đại diện cho nhân dân. Đây là những loài hoa lan, hiếm, quý giá và phù du. Nếu bạn nhìn nhận theo hướng dài hạn về lịch sử loài người thì chế độ chuyên chế là chuẩn mực. Một hệ thống kiểm soát quyền lực của các nhà lãnh đạo và nhà lập pháp và khiến họ phải chịu trách nhiệm trước công dân. Điều đó thật đặc biệt. Rất ít nền Cộng Hòa có ý nghĩa tồn tại giữa thời kỳ La Mã cổ đại và thời kỳ thành lập nước Mỹ. Tất nhiên, có sự khác biệt giữa hai chế độ. Ở Mỹ, chúng ta có một người đứng đầu điều hành, Tổng thống. Cộng Hòa La Mã có hai Tổng thống được gọi là lãnh sự. Ở Rome, viện nguyên lão hùng mạnh, bao gồm những người tinh hoa được gọi là quý tộc, cũng là những nhà lãnh đạo quân sự của nền Cộng Hòa. Ở Hoa Kỳ, có một ranh giới rõ ràng giữa binh lính và chính trị gia. Chúng ta có một hiến pháp. Ở Rome, nhiều quy tắc là những thỏa thuận bắt tay giữa các quý ông, được hiểu là một phần của truyền thống lâu đời của giai cấp thống trị. Nhưng dù sao, thì những điểm tương đồng vẫn rất nổi bật. Cả hai nền Cộng Hòa La Mã và Hoa Kỳ đều xuất hiện ban đầu từ các cuộc cách mạng chống lại các vị vua. Cả hai nền Cộng Hòa đều bị nhuốm màu chế độ nô lệ. Người La Mã không có đảng phái chính trị như chúng ta, nhưng họ có chính trị. Có những cuộc tranh luận lớn về cách phân chia quyền lực và đặc quyền trong xã hội. Và ở cả hai nền Cộng Hòa La Mã và Hoa Kỳ, quyền của công dân bình thường đã được mở rộng theo thời gian. Từ năm 494 đến năm 2287 trước Công Nguyên, nền Cộng Hòa La Mã đã trải qua một thời kỳ cải cách được gọi là xung đột của các mệnh lệnh. Trong hơn 200 năm, những người không có gì đã gây sức ép buộc những người có của mở rộng quyền tự do cho tất cả đàn ông, mặc dù không phải phụ nữ. Những người bình dân, cộng đồng lớn nhất trong xã hội La Mã, muốn có đại diện chính trị. Cuối cùng, họ đã thắng thế, giành được quyền lực hợp pháp với tư cách là quan bảo dân. Những viên chức có thể phụ trách luật pháp và ban hành luật. Quan bảo dân có thể bắt giữ công dân.
Mối quan bạo dân đại diện cho những người bình dân là tiếng nói của người dân thường trong nền Cộng hòa. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với quan bạo dân nếu người đó ở trong thành phố Rome. Thành Rome mà Tiberius sinh ra đã gặp phải một vấn đề kỳ lạ, không khác gì vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay. Thành phố này là nạn nhân của chính sự thành công của mình. Khi thành phố này càn quét khắp thế giới, đã biết bằng một cuộc chinh phạt quân sự sau một cuộc chinh phạt khác, Rome đã trở nên giàu có đến mức vào năm 167 TCN, thành phố đã ngừng đánh thuế công dân của mình. Điều đó không cần thiết. Cứ vài tháng, những chiếc xe ngựa chất đầy bạc, ngà voi và vàng lại vào thành phố. Một phần trong số đó sẽ được chuyển cho nền Cộng hòa. Đây là điều vinh quang đối với giới tinh hoa quý tộc. Nhưng sự giàu có chạy vào Rome chẳng giúp ích gì cho những người bình dân. Cũng giống như toàn cầu hóa đã làm giàu cho giới tinh hoa ven biển của Mỹ, bỏ lại những công nhân nhà máy, tài xế xe tải và người Mỹ ở trung tâm. Và dòng chảy vô tận của kho báu này phụ thuộc vào chiến tranh liên miên. Cần có một đội quân hùng mạnh để xâm lược, chiếm giữ và cướp bóc các vùng đất nước ngoài. Nền Cộng hòa dựa vào chế độ nghĩa vụ quân sự. Những người nông dân công dân được nhập ngũ trong nhiều năm liền. Thông thường, khi họ trở về nhà, những trang trại bị bỏ hoang của họ đã xuống cấp và những người tinh hoa quý tộc giàu có sẽ lao vào và trả giá thấp hơn giá thị trường cho đất đai. Những người nông dân tuyệt vọng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những điều khoản khủng khiếp này. Và tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Những người quý tộc đã không thuê những người nông dân làm việc trên mảnh đất mà họ từng sở hữu. Thay vào đó, sử dụng lao động nô lệ có lợi hơn nhiều. Đối với những người nông dân nhỏ bé bình thường, đây là một tình huống không thể chịu đựng được và là một vấn đề chính trị đối với nền Cộng hòa. Vì Rome dựa vào những người đàn ông này để chiến đấu trong những cuộc chiến tranh bất tận của họ, mượn một cụm từ ngày nay. Họ cần những người bình dân đầu tư, chứ không phải nổi loạn. Và vì vậy, giống như các chính trị gia ngày nay, Thượng viện quý tộc đã ngồi lại và tranh luận về việc phải làm gì về vấn đề này. Một phe muốn duy trì nguyên trạng, tuyên bố rằng vì những người nông dân nhỏ đã nhận được một phần chiến lợi phẩm từ các cuộc chinh phạt của La Mã ở nước ngoài, nên không có vấn đề thực sự nào. Một phe khác lại tranh luận về cải cách. Những người lính sẽ không chiến đấu nếu điều đó có nghĩa là mất đi trang trại của họ. Ý tưởng là phân chia đất công cho những người bình dân. Bạn có thể nói rằng đó là chủ nghĩa xã hội của thời cổ đại, và Tiberius sẽ trở thành người ủng hộ chủ nghĩa này. Trước khi trở thành chính trị gia, giống như hầu hết những người ưu tú La Mã, Tiberius đã từng là một người lính. Ba thập kỷ sau khi Rome ngừng đánh thuế công dân, Tiberius đã tham gia vào một chiến dịch chống lại một bộ tộc được gọi là Numantines ở Tây Ban Nha ngày nay. Ở đó, ông phục vụ dưới quyền của một chỉ huy La Mã bất tài Mancinus, người đã khiến quân đội rơi vào bẫy. 20.000 binh lính La Mã bị bao vây, chắc chắn sẽ chết. Và sẽ như vậy, nếu Tiberius không can thiệp, ông đã vượt qua Mancinus để đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với người Numantines. Bộ tộc Numantine đã cướp phá trại lính La Mã như bạn mong đợi, nhưng cho phép quân đoàn rời đi mà không hề hấn gì đến Rome. Người ta có thể nghĩ rằng đây là chiến thắng của chủ nghĩa thực dụng quân sự từ Tiberius trẻ tuổi. Nhưng không có điều gì trong số này diễn ra tốt đẹp ở Rome. Như nhà sử học cổ đại Plutarch đã viết trong tập tiểu sử của mình, Leaves, khi trở về Rome, toàn bộ giao dịch đã bị chỉ trích rất nhiều là vô danh dự và đáng xấu hổ. Thượng viện đã bỏ phiếu tước quyền lực của Mancinus, xin xích ông ta và gửi ông ta trở lại Numantines. Và mặc dù họ không chính thức chỉ trích ông ta, họ cũng đã lăng mạ Tiberius. Đối với một người La Mã trẻ tuổi đầy tham vọng, đây là một bước lùi lớn. Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng sẽ định hình tương lai của ông với tư cách là một người theo chủ nghĩa dân túy.
Gia đình của những người lính được Tiberius cứu sống đã vội vã bảo vệ ông. Ông là anh hùng của họ. Tiberius bị những người bảo thủ trong thượng viện khinh thường, nhưng lại củng cố danh tiếng của mình với những người bình dân. Điều này sẽ trở thành một mô hình. Tiberius thông minh và tham vọng và có một kế hoạch. Nếu được mọi người yêu mến, ông sẽ xây dựng sự nghiệp chính trị của mình dựa trên chính những người đó. Và ông sẽ làm như vậy với tư cách là một quan bảo dân đại diện cho những người bình dân. Hầu hết các quan bảo dân hiếm khi tạo được tiếng vang vì họ bị những người quý tộc mua chuộc. Tiberius thì khác. Ông thực sự lo lắng về cách đối xử với những người nông dân bị tước đoạt của Rome và điều kiện sống tồi tệ của họ. Trong một chuyến đi qua Tuscany, Tiberius đã quan sát thấy những dòng chữ chính trị được viết nguệch ngoạc trên các biển báo ở vùng nông thôn, tức giận vì các trang trại của những người lính bình dân đang bị cướp bóc với giá rẻ mạt. Người La Mã trẻ tuổi đã vô cùng phẫn nộ, và sự phẫn nộ của ông sẽ khiến ông thách thức việc thành lập Rome như chưa từng có ai làm trước đây. Nó bắt đầu với một dự luật về đất đai được gọi là Lex Agraria, trong đó đề xuất rằng đất công sẽ được phân chia cho những người nông dân La Mã nhỏ. Luật này cũng cho phép bồi thường cho các gia đình La Mã giàu có đã thực sự tiếp quản những vùng đất công này. Vì vậy, theo nhiều cách, đây là một sự thỏa hiệp. Tiberius đã giới thiệu luật này trong Hội đồng Nhân dân. Bài phát biểu của ông thay mặt cho Hội đồng là một lời tuyên bố gây tranh cãi cho nhiều thế kỷ. Đây là phiên bản được Plutarch ghi lại. Những con thú hoang dã của Ý có hang ổ, lỗ hổng và nơi ẩn náu, trong khi những người đàn ông chiến đấu và chết để bảo vệ Ý, thực sự được hưởng không khí và ánh sáng, nhưng không có gì khác. Không nhà cửa và không có một mảnh đất nào để nghỉ ngơi. Họ lang thang với vợ con, trong khi những người chỉ huy của họ, với lời nói dối trong miệng, thúc giục những người lính trong trận chiến bảo vệ lăng mộ và đền thờ của họ chống lại kẻ thù. Vì trong số rất nhiều người La Mã, không ai có bàn thờ gia đình hoặc lăng mộ tổ tiên. Nhưng họ chiến đấu để duy trì sự xa hoa và giàu có của người khác. Và họ chết với danh hiệu là chúa tể của trái đất, mà không sở hữu một mảnh đất nào để gọi là của riêng mình. Bây giờ, Donald Trump không bao giờ có thể mơ đến việc đạt đến mức độ hùng biện đó. Đó là một trong những bài phát biểu vĩ đại của lịch sử. Nhưng nếu bạn quay lại bài phát biểu nhậm chức của Trump, bạn có thể thấy những điểm tương đồng. Ngày 20 tháng 1 năm 2017 sẽ được ghi nhớ là ngày mà người dân lại trở thành người cai trị quốc gia này. Trump thích nhắc nhở chúng ta rằng công dân Hoa Kỳ đang bị giới tính hoa giàu có tước đoạt quyền thừa kế của họ. Và bạn có thể nói rằng Tiberius muốn làm cho Rome vĩ đại trở lại. Chủ nghĩa dân túy mạnh mẽ này đã khiến những người bảo thủ trong thượng viện sợ hãi. Hệ thống La Mã, giống như hệ thống của chúng ta, dựa vào các phong tục bất thành văn ngoài luật pháp chính thức. Những tiêu chuẩn này được gọi là con đường của những người lớn tuổi, đã giúp duy trì sự cân bằng của nền Cộng hòa mong manh này. Và Tiberius Gracchus sắp phá vỡ những chuẩn mực này để thông qua dự luật đất đai của mình. Nhưng sẽ có hậu quả. Các thượng nghị sĩ phản đối dự luật đất đai đã tìm thấy một người bảo vệ dễ bảo hơn, Marcus Octavius A, làm người đại diện cho họ bên trong Hội đồng Nhân dân, và Octavius đã phủ quyết việc đưa ra dự luật nhiều lần. Lúc đầu, Tiberius đã cố gắng lý luận với Octavius trong cuộc tranh luận. Ông thậm chí còn đề nghị bồi thường cho Octavius về bất kỳ tổn thất tài sản nào mà ông có thể phải chịu. Nhưng không có cách nào hiệu quả. Vì vậy, ông đã thực hiện một bước đi quyết liệt, lập luận rằng khi một quan bảo dân bất chấp ý chí của người dân, thì ông ta không phải là quan bảo dân nữa. Ông kêu gọi bỏ phiếu để cướp bỏ chức vụ của Octavius. Điều đó chưa từng được thực hiện trước đây. Những người bình dân đã bỏ phiếu để đuổi Octavius đi, và Tiberius đã cử một trong những vệ sĩ của mình đến để lôi ông ta ra khỏi buộc diễn thuyết,
một cảnh tượng nhục nhã. Và trong cuộc ẩu đả, khi những người bình dân đuổi Octavius đi, một trong những nô lệ của ông đã bị móc mắt. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một thượng nghị sĩ dòng dõi quý tộc và bạn đang chứng kiến tất cả những điều này. Bạn kinh hoàng. Chưa bao giờ trong lịch sử Rome một quan bảo dân lại sử dụng quyền lực của mình như thế này. Nhưng nó đã hiệu quả. Sau khi Octavius ra đi, dự luật đất đai đã được thông qua dễ dàng và trở thành luật của La Mã. Sau đó, Tiberius đã thành lập một ủy ban sẽ phân phối đất công cho những người nông dân bị tước đoạt. Thật tiện lợi, ủy ban này bao gồm chính ông, bố vợ và em trai ông, Gaius Gracchus. Có một lập luận hợp lý rằng Tiberius không hành động hoàn toàn xuất phát từ niềm tin cao cả. Nếu gia đình Gracchus kiểm soát việc phân phối đất công, những người hưởng lợi sẽ mang ơn Tiberius và anh trai ông về mặt chính trị. Những người bảo thủ của Thượng viện đã sôi sục. Động thái tiếp theo của họ là động thái mà bất kỳ chính trị gia đương thời nào cũng thấy quen thuộc. Họ không thể ngăn chặn dự luật cải cách ruộng đất trở thành luật. Vì vậy, họ đã làm điều tốt nhất tiếp theo. Họ cắt nguồn tài trợ cho Ủy ban đất đai. Và đó sẽ là hồi kết của dự luật đất đai nếu Tiberius không gặp may mắn. Attalus, vua của một vùng đất giàu có tên là Pergamum ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, vừa qua đời. Và trong di chúc của mình, ông đã để lại toàn bộ vương quốc của mình cho người dân Rome. Điều này đã phá vỡ một chuẩn mực khác. Theo phong tục của La Mã, chính viện nguyên lão, chứ không phải hội đồng nhân dân, sẽ bỏ phiếu về tài chính và chính sách đối ngoại của Rome. Khi Tiberius đưa vấn đề Pergamum ra hội đồng nhân dân, những người theo chủ nghĩa quý tộc đã vô cùng tức giận. Mike Duncan đã viết trong cuốn lịch sử về giai đoạn này của mình, The Storm Before the Storm, The Beginning of the End of the Roman Republic, rằng Thượng viện đã họp trong một phiên họp giận dữ để lên án Tiberius là một kẻ kích động liều lĩnh nhằm mục đích biến mình thành một kẻ chuyên chế bạo ngược. Bạn có thấy quen không? Bạn có nhớ những người theo đảng Dân Chủ hàng đầu, bao gồm Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden, đã cảnh báo rằng Trump sẽ trở thành một nhà độc tài nếu ông tái đắc cử không? Tiberius đã xác nhận sự nghi ngờ của kẻ thù bằng động thái tiếp theo của mình. Ông tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp chưa từng có với tư cách là quan bảo dân của thường dân. Một lần nữa, nếu có một quy tắc chống lại điều đó, thì đó là một quy tắc bất thành văn. Một thượng nghị sĩ đặc biệt đã quyết tâm ngăn cản Tiberius thực hiện theo ý mình. Tên ông là Scipio Nasica, và ông cũng là một viên chức tôn giáo cấp cao, Pontifex Maximus. Ông ghét dự luật cải cách ruộng đất. Ông ghét cách Tiberius chà đạp lên những người lớn tuổi. Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, những người ủng hộ Tiberius tràn ngập ngọn đồi gần đền Jupiter, nơi hội đồng họp và kiểm soát khu vực nơi các phiếu bầu được kiểm đếm. Bên kia sân bay, tại Thượng viện, Nasica sôi sục. Ông cầu xin lãnh sự, viên chức được bầu cao nhất của Rome, hãy chấm dứt hành vi xúc phạm đến truyền thống La Mã này. Tiberius Gracchus đang trở thành một vị vua, một bạo chúa, ông cảnh báo. Nếu ông ta không bị ngăn chặn, thì chúng ta sẽ mất nền Cộng hòa mãi mãi. Nhưng lời cầu xin của ông đã rơi vào tai điếc. Lãnh sự chỉ hứa sẽ ngăn chặn Tiberius nếu ông ta vi phạm luật pháp, nhưng ông ta sẽ không dung túng cho hành vi bạo lực đối với một công dân La Mã mà không có phiên tòa xét xử. Nasica sau đó nói, theo Plutarch, được rồi, vì viên lãnh sự phản bội nhà nước, những ai muốn duy trì luật pháp, hãy theo tôi. Vào thời điểm này, Nasica kéo áo toga qua đầu và dẫn một đám đông thượng nghị sĩ có cùng chí hướng đến ngọn đồi nơi diễn ra cuộc bỏ phiếu. Họ bẻ gãy chân bàn ghế và bắt đầu đi qua đám đông, vung những chiếc rùi cui thô sơ của họ vào những người bình dân khi họ tiến đến gần Tiberius. Plutarch viết rằng Tiberius đang cố gắng thoát khỏi đám đông thì ngã xuống đất. Khi ông cố gắng đứng dậy, một người bạn bảo dân đã đập đầu ông bằng chân ghế. Một thượng nghị sĩ khác lại đánh ông một lần nữa. Tiberius bị đánh chết,
cùng với 300 người ủng hộ bình dân của ông. Sau cuộc tắm máu, những người chết, bao gồm cả Tiberius Gracchus, đã bị từ chối chôn cất tử tế. Thi thể của họ bị ném xuống sông Tiber. Cuộc bạo loạn này là cuộc bạo loạn chính trị đầu tiên ở nước Cộng hòa La Mã kể từ cuộc xung đột của các mệnh lệnh. Đây sẽ không phải là cuộc bạo loạn cuối cùng. Nasica đã phá vỡ lệnh cấm bạo lực chính trị bên trong Rome. Và lệnh cấm đó sẽ không bao giờ được khôi phục. Thế kỷ tiếp theo, đối với Rome đã đẫm máu, nên Cộng hòa giờ đây bị mắc kẹt trong một chu kỳ bạo lực leo thang. Nasica không bao giờ bị truy tố vì lãnh đạo đám đông hành hình. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một thập kỷ sau, khi anh trai của Tiberius, Gaius Gracchus, đề xuất những cải cách sâu rộng hơn nữa, ông cũng bị cuốn vào một làn sóng bạo lực khiến ông tử vong. Theo thời gian, vì chế độ nghĩa vụ quân sự ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhiều lãnh chúa đã nổi lên, chỉ huy lực lượng dân quân riêng của họ. Các biện pháp bảo vệ cũ chống lại việc trao quá nhiều quyền lực vào tay một người đàn ông đã bị xói mòn. Rome sẽ bị cai trị bởi các tướng lĩnh độc tài trong một thời gian dài. Cuối cùng, một liên minh lỏng lẻo gồm ba nhà lãnh đạo La Mã đã xuất hiện: Pompey, Crassus và Julius Caesar. Họ đã tra đạp lên các truyền thống và phong tục chính trị còn lại của Rome. Sau Caesar, Rome chỉ là một nền cộng hòa trên danh nghĩa. Thượng viện vẫn họp, nhưng không còn quyền lực đối với các vấn đề của nhà nước La Mã nữa. Một nền cộng hòa từng hùng mạnh đã bị hủy hoại bởi một thế kỷ vi phạm chuẩn mực. Hãy tận hưởng sự trơ trêu. Nasica và các đồng minh của ông tại Thượng viện nghĩ rằng họ đang ngăn chặn một vị vua phá hủy nền cộng hòa khi họ sát hại Tiberius Gracchus. Nhưng chính vụ giết người đó, sự vi phạm chuẩn mực nghiêm trọng đó, đã gieo mầm cho Rome được cai trị bởi một hoàng đế. Vậy, điều này dạy chúng ta điều gì về ngày nay? Bài học chính của Tiberius Gracchus là các nền cộng hòa rất mong manh. Luật pháp cũng như các quy tắc bất thành văn trong chính trị của chúng ta chỉ có hiệu quả khi tất cả các bên tuân thủ. Khi một bên bất chấp các chuẩn mực, đó là lời mời gọi bên kia làm điều tương tự, ngay cả khi các quy tắc bị vi phạm vì những lý do cao cả nhất. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Frank Church đã tóm tắt ý tưởng này như sau: khủng hoảng khiến người ta có xu hướng phớt lờ những hạn chế khôn ngoan giúp con người được tự do. Ông đã cảnh báo về sự lạm quyền của nhà nước an ninh quốc gia trong chiến tranh lạnh. Nhưng điều này cũng đúng với thời đại Trump. Ở Rome, cuộc khủng hoảng do Tiberius gây ra đã cám dỗ Nasica, lãnh đạo một đám đông giết chết ông ta. Trong lịch sử gần đây của nước Mỹ, cuộc khủng hoảng do Trump gây ra đã khiến Đảng Dân Chủ biến hệ thống tư pháp thành vũ khí của đảng phái. Nó khiến giới truyền thông tinh hoa tự buộc tội mình với Đảng Dân Chủ. Nó khiến FBI tiến hành một cuộc điều tra vô căn cứ về Tổng thống đương nhiệm sau khi lý thuyết mong manh về sự thông đồng của Nga đã bị chính các điều tra viên của FBI bác bỏ. Nó khiến các cơ quan lập pháp tiểu bang cố gắng xóa tên Trump khỏi lá phiếu bầu Tổng thống. Mọi hành vi vi phạm chuẩn mực này đều được biện minh trong suy nghĩ của họ để ngăn chặn Trump, một kẻ độc tài, một kẻ phản bội, một con quái vật da cam, mê, đặc biệt là sau những hành vi vi phạm ngày 6 tháng 1. Vì vậy, hãy coi đây là một lời cảnh báo. Đám đông hành quyết của Nasica tin rằng hành động của họ là chính đáng để cứu nền Cộng hòa. Thay vào đó, họ đã đẩy nền Cộng hòa vào con đường hủy hoại. Người La Mã đã chuyển từ chế độ pháp quyền sang chế độ của hoàng đế chỉ sau hơn một thế kỷ. Trong 2 năm nữa, nền Cộng hòa của chúng ta sẽ tròn 250 năm tuổi. Chúng ta đã sống sót sau một cuộc nội chiến. So với Rome, ngày 6 tháng muộn của chúng ta thực sự không đến nỗi tệ đến vậy. Sau khi đám đông giải tán, Quốc hội đã hoàn tất việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020 vào tối hôm đó. Chúng ta đã may mắn. Người La Mã cũng vậy, cho đến thời Tiberius Gracchus. Tôi xin kết thúc bài bình luận của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức
để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.